Xin chào quý khách, hôm nay tôi xin hướng dẫn quý khách sử dụng chức năng quản lý danh mục hàng hóa trong phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành phiên bản 2012. Thì trước tiên chúng ta đăng nhập vào hệ thống. Chúng ta vào cái menu quản lý kho danh mục hàng hóa. Thì đây là cái màn hình chính để chúng ta quản lý danh mục hàng hóa. Để thêm mới một cái danh mục hàng hóa thì chúng ta bấm vào cái nút thêm mới. Thì thông tin của một cái hàng hóa bao gồm các thông tin như, thứ nhất là thông tin chung, thì chúng ta có là nhà sản xuất. Ở đây chúng ta chọn một cái nhà sản xuất nào đó. Trong trường hợp mà trong danh sách những nhà sản xuất này mà chúng ta không có cái nhà sản xuất chúng ta tạo á, thì chúng ta có thể bấm vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm nhanh một cái nhà sản xuất đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta muốn ta tạo một cái sản phẩm của cái nhà sản xuất là Dell, nhưng mà ở đây không có thì chúng ta bấm vào đây. Chúng ta nhập vào tên nhà sản xuất mà chúng ta muốn thêm nhanh ở đây, ví dụ như Dell. Rồi chúng ta bấm nút lưu và đóng. Thì cái nhà sản xuất đó được thêm vào và đồng thời là được chọn mặc định cho chúng ta luôn để chúng ta qua tiếp cái mục khác. Đó, thì tiếp theo là cái phần model. Giả sử như khi mà chúng ta tạo cái nhà sản xuất Dell này rồi mà model chưa có thì chúng ta cũng có thể là bấm vô cái hình dấu cộng này để chúng ta thêm nhanh một cái model của cái nhà sản xuất Dell này. Ví dụ chúng ta bấm dấu cộng ở đây, nhà sản xuất Dell, chúng ta nhập vào tên cái model thôi. Giả sử như chúng ta nhập tên cái model là rồi sau đó chúng ta bấm nút lưu và đóng thì cái model này được chọn ngay đây cho chúng ta. Tiếp theo chúng ta nhập vào cái mã hàng hóa. Trong trường hợp mà chúng ta cái hàng hóa mà chúng ta muốn quản lý bằng cái số series á, thì chúng ta không cần nhập vào cái mã hàng hóa này mà chúng ta chỉ cần check vô đây là được. Đó, nếu mà hàng hóa chúng ta không có số series á, không dùng số series để quản lý thì chúng ta bỏ dấu check này đi, thì lúc đó phần mềm sẽ bắt buộc chúng ta phải nhập mã cái hàng hóa vào. Thì giả sử như đây chúng ta nhập vào mã hàng hóa là D120 đi. Rồi tiếp theo ở bên đây thì chúng ta có nhóm hàng hóa. Thì trong cái phần nhóm hàng hóa này á, chúng ta có thể chọn là ví dụ như màn hình hoặc là pin máy tính hoặc là pin điện thoại CPU vân vân. Thì cái phần nhóm hàng hóa này á, chúng ta có một cái chức năng để quản lý riêng. Thì trong trường hợp mà những cái nhóm hàng hóa ở đây nè không có thì chúng ta cũng có thể là bấm vào cái hình dấu cộng này để chúng ta thêm nhanh một cái nhóm hàng hóa ở ngay trong cái phần thêm mới một cái danh mục hàng hóa là vẫn được. Thì ở đây chúng ta chọn một cái chúng ta đưa cái hàng hóa này vào cái danh mục là giả sử như pin máy tính đi. Chúng ta đưa vào đây. Phần thuế xuất. Thì thuế xuất có nghĩa là chúng ta có những cái sản phẩm chúng ta có thuế, ví dụ như VAT là 10% hoặc là thuế nhập khẩu vân vân. Còn trong trường hợp mà không có thuế á, thì chúng ta tạo một cái danh mục thuế xuất là không thuế. Thì chúng ta phải tạo cái thuế xuất trước. Thì trong trường hợp ở đây mà không có thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng này để chúng ta tạo một cái thuế. Giả sử như chúng ta tạo ở đây là VAT phần trăm, chúng ta nhập là 10% đi. Rồi chúng ta bấm nút lưu và đóng lại. Thì ở đây cái phần thuế xuất chúng ta có một cái thuế là VAT. Ví dụ trong trường hợp mà chúng ta không có thuế thì chúng ta tạo đây một cái là ví dụ như không thuế. Đó, phần trăm chúng ta nhập vào 0%. Đó. Tiếp theo thì chúng ta nhập vào tên cái hàng hóa. Thì ở đây ví dụ chúng ta nhập là pin máy tính Dell Inspiron. Rồi tiếp theo thì trong chúng ta có cái phần ghi chú. Nếu chúng ta muốn ghi chú gì thêm cho cái sản phẩm này thì chúng ta nhập vào đây. Nếu không thì chúng ta bỏ qua cái phần này. Ở bên đây chúng ta có một cái dấu check là dùng chung cho tất cả chi nhánh. Thì trong trường hợp mà chúng ta có nhiều chi nhánh mà mỗi chi nhánh của chúng ta cũng dùng chung một cái hàng hóa này, có nghĩa là dùng chung một cái danh mục hàng hóa này, có bán hoặc là sửa chữa gì cái hàng hóa này, thì chúng ta check vào đây để ở những cái chi nhánh khác
chúng ta không phải tạo lại cái hàng hóa này nữa. Trong trường hợp mà nếu mà chúng ta có nhiều chi nhánh nhưng mà mỗi chi nhánh là chúng ta không dùng riêng hết, có nghĩa là không có sử dụng cái hàng hóa này, thì chúng ta bỏ dấu check đi đó. Tiếp theo chúng ta có cái phần định giá bán. Thì cái phần định giá bán này nghĩa là đối với một cái sản phẩm á, thì chúng ta sẽ có nhiều cái giá bán, ví dụ như giá bán sỉ, giá bán lẻ, hoặc là giảm giá khi trong dịp lễ, hoặc là khuyến mãi gì đó, vân vân. Thì chúng ta sẽ tạo ở trong đây, ví dụ chúng ta có là giá bán lẻ nè, giá bán sỉ, vân vân. Ví dụ như giờ chúng ta có, chúng ta tạo cái giá bán lẻ là ví dụ như cái này chúng ta là bán 1.500.000. Sau đó chúng ta bấm cái dấu cộng để chúng ta thêm cái giá bán lẻ này vào trong cái sản phẩm này. Đó, chúng ta bấm dấu cộng. Và trong trường hợp nếu chúng ta muốn bỏ bỏ cái giá bán lẻ này đi thì chúng ta bấm lại cái dấu trừ, thì lúc đó nó sẽ xóa ra khỏi cho chúng ta. Đó. Rồi giả sử ở đây chúng ta thêm một cái giá bán sỉ nữa. Ví dụ như giá sỉ của ta thì 1 triệu. Chúng ta bấm dấu cộng. Đó, hoặc là cái giảm giá 2 tháng 9 đi. Đó, thì giảm giá thì chúng ta giả sử như 900.000. Chúng ta đưa vào đây. Thì khi mà lúc mà bên cái bộ phận bán hàng á, thì lúc đó là bên bán hàng người ta sẽ chọn tùy theo cái trường hợp nào mà người ta sẽ chọn cái giá đó, cái giá tương ứng, ví dụ như giá bán sỉ, giá bán lẻ, hoặc là cái giảm giá ngày lễ, vân vân. Thì ở đây chúng ta có danh mục những cái loại giá bán này. Trong trường hợp mà chúng ta muốn thêm một cái loại giá bán nữa thì chúng ta bấm vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm nhanh, hoặc là chúng ta vào cái phần danh mục, chúng ta cũng có một cái chức năng để chúng ta quản lý những cái loại giá bán này. Rồi tiếp theo bên đây cái phần giá mua thì chúng ta một cái sản phẩm á, thì chúng ta có thể là mua ở một hoặc là nhiều cái nhà cung cấp khác nhau. Thì mỗi nhà cung cấp á, thì thường là có một cái giá mua khác nhau. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn trước. Ví dụ như chúng ta có nhà cung cấp công ty ABC gì đó, thì giả sử như cái này là chúng ta mua hàng ở nhà cung cấp này với giá là giả sử như 800. Rồi chúng ta đưa vào đây, chúng ta bấm dấu cộng. Tiếp theo chúng ta chọn tiếp một cái nhà cung cấp khác, ví dụ như là Thế Giới Di Động, cái sản phẩm chúng ta mua là 850. Thì chúng ta bấm dấu cộng để chúng ta đưa vào. Trong trường hợp mà chúng ta có thêm những cái nhà cung cấp khác mà trong đây chưa có thì chúng ta có thể bấm vào cái dấu cộng này để chúng ta thêm nhanh ở đây. Thì sau khi chúng ta đã nhập đầy đủ các thông tin này rồi thì chúng ta bấm nút lưu và đóng hoặc nút lưu và thêm mới để chúng ta lưu các thông tin này lại. Thì nút lưu và đóng á, thì sau khi lưu xong thì phần mềm sẽ tự động đóng cái màn hình này lại để trở về cái màn hình chính bên đây cho chúng ta. Trong cái trường hợp mà chúng ta bấm nút lưu và thêm mới á, thì sau khi lưu xong phần mềm sẽ tự động xóa các ô dữ liệu trên đây để chúng ta nhập tiếp một cái sản phẩm mới để cho nó nhanh hơn. Thì ở đây chúng ta bấm nút lưu và đóng đi. Đó. Thì sau khi nhập xong thì cái thông tin cái sản phẩm của chúng ta vừa nhập nó hiển thị ở đây. Đó, để xem lại cái thông tin mà chúng ta vừa nhập á, chúng ta double click vào cái dòng này. Đó thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình để cho chúng ta xem chi tiết lại. Nếu mà trong trường hợp mà chúng ta có nhập sai thì chúng ta cần điều chỉnh lại thông tin thì chúng ta bấm vào cái nút cập nhật này để chúng ta điều chỉnh lại thông tin. Đó, thì khi chúng ta bấm vào thì phần mềm nó sẽ mở ra một cái màn hình để cho chúng ta điều chỉnh lại thông tin. Ví dụ chúng ta cần ghi chú về đây, ví dụ như là pin dùng cho máy laptop, giả sử như vậy. Chúng ta bấm nút lưu và đóng lại. Đó. Rồi ngoài ra thì chúng ta cũng có thể bấm vào cái hình cái viết ở ngoài đây để chúng ta cập nhật thông tin lại. Đó. Thì ở phía trên đây là cái thông tin để chúng ta tìm kiếm một cái sản phẩm nào đó khi chúng ta đã nhập vào rồi. Chúng ta có thể tìm một cái sản phẩm nào đó theo các tiêu chí như là nhóm hàng hóa nè, hoặc là theo nhà sản xuất, model, hoặc là mã hàng hóa, tên hàng hóa,
thì chúng ta nhập vào cái thông tin chúng ta cần tìm, sau đó chúng ta bấm nút tìm kiếm thì phần mềm sẽ liệt kê ra cho chúng ta. Thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.